Xin chào mọi người, tớ lên tên là Tư Hiền. Rồi hôm nay tớ ghi hình này gọi là vọc cái chức năng blocker. Đầu tiên không có gì, giờ tớ vọc trước là xem coi nó như thế nào. Thì tớ cũng xin một cái file, gọi là cái file hướng dẫn từ anh Dương Hải Nam, cái anh mà có nickname tên ở trên Facebook á. Rồi bây giờ tiếp theo là tớ bọc nó, các anh chị theo dõi cái màn hình ha, cái màn hình video tớ đang làm á, cái con thao tác của tớ ở trong cái trường hợp này là tớ đang chủ động nha, chứ không phải để cái bị động. Cái bị động là khó chịu á, lúc đó chịu thua rồi đó. Thì sử dụng mở cái chức năng này lên để nó xem nó ra sao. Thì cái chức năng này nó có 48 ký tự số, số từ 0 tới 9. Thì theo những gì tớ vọng á là tớ thấy như vậy. Rồi, mình cũng bây giờ tớ cũng không biết nó ra sao nữa, thì cứ theo từ đầu cái đoạn video này cho tới cuối video. Đầu tiên thì tớ lưu nó ra cái file TT, file test. Rồi, sau đó tớ lưu, và tiếp theo đó là lưu lên cái Microsoft Account. Thì cái Microsoft Account chúng ta tạo ready được rồi, nhưng mà trước khi muốn lưu lưu lên đó, chúng ta phải đăng nhập vào cái hệ điều hành trước đã, rồi chúng ta mới lưu lên được. Rồi chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta phải đăng nhập theo cái đường link. Cái đường link thì tôi để dưới mô tả. Khi mà nếu mà chúng ta quên thì chắc chắn là cái dữ liệu chúng ta sẽ bị mất. Nó không khác với cái con virus mã hóa dữ liệu. Đây cũng là một chức năng bảo mật cực kỳ tốt, nhưng không không có khóa là chúng ta chịu thua. Không biết tại sao tớ thấy nhiều trường hợp bị, và ngay cả người bạn có tớ nó cũng có những cái chức năng mà gọi khi mà tớ cài Queen á, nó lại hiện lên mình là tớ phải xử lý, rồi là tắt nó đi để có gì nhỉ, nó không bị, gọi là nó không bị trở quẻ. Thì như tới nay thì những cái trường hợp mà tớ gặp ổ khóa vàng thì có những trường hợp mà gặp rồi thì có nước bỏ thôi, chứ không có thể nào làm được. Cái đó mà muốn làm được thì chỉ có kỹ sư đến từ Microsoft thôi, chứ những cái người giỏi bên ngoài chưa chắc có thể làm được chuyện đó đâu. Thì mấy những nơi mà có nền công nghệ thông tin cao như Mỹ thì chắc nó có thể làm được điều này, nó giải mã được, nhưng mà nó cũng mất thời gian, chứ không phải nó muốn làm được lo được 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 liền đâu nhé. Tớ thì thích cái chức năng này của nó, một cái là nó là không ai đụng đụng được được cái dữ liệu của mình, rất là tốt. Tại vì tớ đang thử nghiệm, và tớ thử nghiệm trên cái máy mới của mình, và sau đó thử nghiệm ở trên cái máy mới. Cái ổ cứng mà đang thử nghiệm là cái ổ cứng nó sắp bị SIDA rồi. Cái này là làm chuột bạch thôi cho các bạn coi thôi. Thì lát hồi cái đến cái phần cuối á, cái phần video á, thì tớ đem qua cái ổ cứng á, đem gắn ra gắn qua bên cái máy cũ. Cái máy cũ nó thì cái ổ khóa nó sẽ hiện lên cái màu vàng. Cái màu vàng đó là chắc chắn nó yêu cầu là phải nhập cái khóa vô mới được, nếu không đúng khóa là sẽ không không thể nào mà xem được cái dữ liệu ở bên trong, lấy cái dữ liệu liệu ra. Thì dĩ nhiên chắc cũng phải là phải vào để lấy cái khóa đó rồi nhập vào, nếu đúng thì nó sẽ tự mở. Dĩ nhiên nó sẽ tự mở thì cho mình có thể mình lấy cái dữ liệu ra được rồi, quá dễ. Nên các anh chị em nào đó nên nghiêm túc cái vấn đề này. Vì cái dữ liệu của mình, đây cũng là một trong những cái trường hợp mất dữ liệu mà chính từ chính chức năng của Microsoft khiến người dùng bó tay chịu trói, là không thể nào làm được luôn, không thể nào, rất khó ăn.
chứ không phải dễ ăn. Dễ ăn có người ta làm giàu rồi. Rồi bây giờ tớ chỉ làm ở ở mức cái mức phần gọi là chủ động thôi, không mức phần bị động, là coi như đối với cái trình của tớ thì chắc có lẽ là chỉ phòng ngừa, thì theo những cái gì mình học được, mình hiểu được á, mình chỉ được phòng ngừa thôi, chứ mình không thể để tới bị mình chữa trị được, giống như là phòng bệnh hơn để chữa bệnh thôi. Rồi cái video tớ làm cái này tớ ghi hình thôi, ghi hình cái thao tác chuột đồ này kia thử nghiệm này, gọi là vọc mà chứ đâu phải gọi là cái hướng dẫn đâu. Thì các anh chị có thể xem, tại vì tớ ghi hình xong thì tớ cũng có một cái cho những cái chỗ chỗ mà tớ đánh dấu á, nhấn điểm nhấn á, là các anh chị có thể xem đó, các anh chị có thể hiểu nó một chút xíu đấy, hình dung nó ra được thôi. Thì cái file hướng dẫn thì mình để dưới dưới link mô tả hết, mình để những gì cần thiết mình sẽ hỏi những anh em có cái bài viết rõ ràng đó, thì mình để dưới định định để nó có gì để anh chị xem đọc đọc tư liệu để mình hiểu hơn. Đó, cái này anh chị cũng phải cần tra thêm ở trên Google nha, tra thêm về tài liệu tiếng tiếng Anh nữa, tiếng Anh nó sẽ đi sâu nhiều hơn. Vâng, rồi bây giờ thì các anh chị cứ hãy xem cho kỹ đi, theo dõi hết cái đoạn video của mình. Rồi còn nếu mà các anh chị chưa hiểu thì các anh chị có để lại bình luận cho mình, hoặc là góp ý thêm cho mình, có gì thì mình cũng sẵn lòng mình học hỏi thêm luôn, mình trao đổi lẫn nhau. Đây là mình trao đổi giữa người dùng với người dùng chúng ta thôi, chứ không có gì đặc biệt hơn. Mình thì là cái thằng gọi là cái kỹ thuật thì cô cũng gọi là chuyên đi cài win, thì mình cũng biết được được một chút xíu, nói chung là có kinh nghiệm nhỏ nhoi về cái mặt quản quản lý dữ liệu. Thì tớ cũng bị mất dữ liệu nhiều lần rồi chứ không phải không có, nói chung là 3 4 lần gì đó là số nhiều rồi đó. Thì những việc mình ỷ y thì mình sẽ mất trắng. Đây là những cái dữ liệu chưa phải là quan trọng, nhưng mà những cái dữ liệu mà tớ đang làm nó bị mất một cái. Thí dụ như một tuần làm một công việc gì đó mà bị mất rồi là mình phải tốn tốn công lại nữa, mình tốn công lại mình ngồi làm rất là mệt. Mệt chứ. Nó mất ngang rồi, mình không thể nào làm được, mình muốn cứu lại cũng không được nữa. Thì các anh chị nên nên chú ý về cái dữ liệu mà tớ nhắc thường luôn, là cho anh chị phải up lên cái lâu là cái đám mây một bảng, và một cái ổ cứng của mình tốt nhất là một bảng nữa. Thì là tớ khuyến khích là sử dụng cái thằng HDD, nó dung lượng nó cao thì nó cũng lưu cho mình đỡ, để có mình có thể phục hồi, nếu mà có bị mất thì mình cũng có thể phục hồi dữ liệu nó dễ hơn là hơn mình sử dụng cái SSD. SSD là dạng cái ổ cứng nó chiếm đóng rồi, nó khó cái phục hồi dữ liệu hơn. Còn HDD thì phục hồi dữ liệu nó tương đối dễ hơn, phục hồi nguyên về cái tính toàn vẹn của cái dữ liệu nó sẽ tốt hơn cái SSD rất nhiều. Cái SSD thì mặc dù về cái truy xuất dữ liệu nó nhanh nhưng mà phục hồi dữ liệu của nó không ổn. Thì các anh chị cứ để ý đi, để ý thật kỹ đi. Ở trong cái màn hình này của tớ chắc không có cái gì đặc biệt đâu, tớ quay tớ ghi hình rồi, khi gã cả dùng cái loại thoại này chắc có lẽ là cái loại thoại này là loại thoại phía sau thôi đó, đó thiết bị cũng hơi có một chút xíu hơi hơi nó không được đồng nhất. Rồi các anh chị có đang cứ theo dõi cái video của mình. Còn bây giờ mình cũng tạm thời thì chắc có lẽ là mình xin dừng cái lại cái phần thuyết minh của mình tại đây. Và hôm nay cũng là ngày cuối tuần, thì tôi chúc các anh chị có một ngày vui vẻ bên gia đình, rồi nghỉ ngơi, rồi giải trí gì đó cho nó thật sự hợp lý, để bước sang một cái tuần mới á, mình có thể làm một công việc nó sẽ tốt hơn.
thoải mái hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Rồi, xin chào các anh chị nhé. Thank you.